Chào các bạn, hôm nay shop Hà Nội Phụ Kiện.vn giới thiệu các bạn cách chuyển đổi tín hiệu từ DVI-D 24/1 ra VGA. Đây là chiếc máy tính của mình, sử dụng mainboard MSI B85. Có 3 cổng kết nối ra màn hình chính là DMI, DVI-D 24/1 và chân VGA. Muốn chuyển đổi tín hiệu từ DVI-D 24/1 ra VGA thì bạn cần adapter gì để chuyển đổi được? Nhiều bạn đặt mua trên mạng adapter như tay mình đang cầm. Một đầu là DVI-D 24/1, 24/1 chân sang VGA. Bây giờ mình sẽ test xem adapter này có chuyển đổi tín hiệu ra VGA được không. Mình sẽ cắm vào máy tính của mình. Các bạn có thể quan sát sang màn hình, không có tín hiệu, màn hình vẫn tối đen. Adapter này sẽ không sử dụng được để chuyển đổi tín hiệu từ DVI-D 24/1 ra VGA. Mình sẽ sử dụng adapter bên mình đã cung cấp, chuyển đổi tín hiệu từ DVI-D 24/1 ra VGA. Mình sẽ test xem cáp này có xuất hình ảnh ra VGA được không. Ok, vậy màn hình đã hiển thị hình ảnh. Các bạn có thể quan sát rõ hơn. Chuyển đổi từ DVI-D 24/1 trên main máy tính. Mình đang dùng main MSI B85. Hình ảnh bạn có thể quan sát chất lượng hình ảnh. Các biểu tượng rất là rõ nét. Chữ không bị đổ bóng hay bị nhòe hình. Mình đánh giá chất lượng cáp này rất là tốt. Hình ảnh sắc nét như khi bạn cắm cáp VGA trực tiếp vào màn hình vậy. Nhiều bạn có hỏi mình tại sao đầu jack chuyển DVI-D 24/1 ra VGA không sử dụng được trong máy tính nhưng vẫn hiện đang được bán trên thị trường. Mình có thể giải thích sơ bộ rằng DVI-D 24/1 là chân kỹ thuật số, còn VGA thì là tín hiệu tương tự. Từ kỹ thuật số sang tín hiệu tương tự thì không thể chuyển đổi trực tiếp qua adapter như thế này được. Để chuyển đổi tín hiệu DVI-D 24/1 kỹ thuật số sang VGA thì bạn cần adapter có chipset bên trong để chuyển đổi hình ảnh. Đây mình sẽ bóc chiếc adapter này ra. Bạn có thể thấy chipset chuyển đổi bên trong. DVI-D 24/1 là kỹ thuật số, VGA tín hiệu tương tự. Ok. Mình sẽ test cáp lại một lần nữa. Ok. Cáp DVI-D ra VGA có ứng dụng gì trong thực tế? Nhiều bạn sử dụng mainboard có 2 cổng DVI-D 24/1 và VGA. Nhiều bạn muốn kết nối mainboard này ra 2 màn hình. Mình thử kết nối xem. Ok, máy tính đã nhận. Bạn có thể dễ dàng thiết lập các chế độ cài đặt trên Windows. Đây mình đang sử dụng để chế độ 2 màn hình có nội dung giống nhau. Để chế độ Mirror Mode, bạn có thể để chế độ Extend. Đây, 2 màn hình nối tiếp nhau. Bạn có thể dễ dàng kéo thả nội dung từ màn 1 ra màn 2 như này. Ok. Quay trở lại vấn đề chuyển đổi tín hiệu từ DVI-D 24/1 ra VGA. DVI thì có rất nhiều chuẩn. DVI-D Single Link và Dual Link. Đây là DVI-D Dual Link 24/1 chân. Và DVI Có chuẩn DVI khác là DVI-E Dual-Link. Trên tay mình đang là adapter chuyển đổi DVI-E Dual-Link ra VGA. Adapter này sử dụng được cho các loại card VGA đời cũ 24/5 chân. Đây là DVI-E 24/5 chân. Adapter này sử dụng được cho các loại card có 24/5 chân như hình. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng adapter này cho các dòng card đời cũ để chuyển đổi ra VGA. Về bản chất, DVI-E 24/5 sẽ gồm hai loại tín hiệu kỹ thuật số và tín hiệu tương tự. Muốn chuyển đổi tín hiệu từ DVI-E 24/5 ra VGA thì phải có 4 chân bên này. Bạn để ý 4 chân bên này chính là 4 chân ra VGA. Adapter có 4 chân này thì mới sử dụng chuyển ra VGA được. Còn mình đang cầm là DVI-D 24/1 sẽ không chuyển đổi tín hiệu ra VGA qua adapter thông thường. Các bạn lưu ý. Đây là DVI-E 24/5 ra VGA, dùng OK cho các cái dòng card DVI-E 24/5 5 chân, 4 chân bên này chính là chuyển đổi ra VGA. Hiện tại shop đang cung cấp adapter chuyển đổi tín hiệu từ DVI-D 24/1 ra VGA chất lượng tốt với giá thành rất hợp lý. Chỉ 180.000 bạn có thể chuyển đổi tín hiệu từ DVI-D 24/1 ra VGA. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.